Tai nghe 7F2 Plus, tai nghe không dây chất âm tuyệt hảo, giá trị 450.000, được thiết kế để phù hợp với phong tài của người Việt. F2 Plus đeo rất êm và nhẹ, thích hợp để vận động thể thao, sử dụng Bluetooth 5.3 mới nhất, kết nối nhanh và ổn định, thời lượng pin lên đến 20 giờ, sạc một lần đủ nghe cả tuần, chất âm tốt trong tầm giá, ưu đãi dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút, tặng cắp sạc 2-trong-1 trị giá 150.000 ở dưới phần bình luận. Xin chào các bạn. Phần Lan là quốc gia tiếp theo đồng tình với Pháp rằng tất cả lựa chọn vẫn phải được xem xét trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại Nga. Phần Lan cũng là quốc gia trong khu vực biển Baltic tiếp theo ủng hộ kế hoạch này của Estonia và Litva. Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội vào đầu tháng 2 khi ông cho rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu không thể loại trừ khả năng cử binh sĩ NATO đến hỗ trợ Ukraine. Một số quốc gia thành viên đã nhanh chóng bác bỏ nhận xét của ông Macron, khẳng định các binh sĩ NATO sẽ không đặt chân tới Ukraine. Tuy nhiên, không ít quốc gia thành viên NATO ủng hộ kế hoạch này. Trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 13 tháng 3, một nghị sĩ đã đề nghị Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cam kết quân đội nước này sẽ không triển khai đến Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay. Đáp lại, Thủ tướng Kallas nói: "Tôi không thể đưa ra những cam kết như vậy, bởi vì tình hình có thể thay đổi." Theo cách giải thích của các vị, có vẻ như bất cứ hành động nào cũng bị coi là can thiệp vào xung đột Nga-Ukraine. Sự hỗ trợ quân sự của chúng tôi dành cho Ukraine cũng có thể bị Nga coi là can thiệp. Nhà lãnh đạo Estonia cho biết thêm: "Chúng ta rõ ràng đã chọn phe, và phe đó là Ukraine, bởi vì Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với chúng ta." Tuy nhiên, bà cũng khẳng định Estonia chỉ có ý định cử lực lượng hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Business Insider hôm 14 tháng 2, Vaidotas Obelis, giám đốc chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Litva, cảnh báo Vilnius nên sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất khi nhắc đến một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Quan chức trên cho rằng, khi cuộc xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ 3, Nga hiện đã có kinh nghiệm tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn và điều này được coi là một phần trong kế hoạch mở rộng tấn công sang mục tiêu khác. Và mới đây nhất, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen đã cho biết mọi điều đều có thể xảy ra nếu tình hình trên thực sự xấu đi và cần phải ngăn chặn Nga. "Điều quan trọng là chúng tôi không loại trừ mọi khả năng về lâu dài, bởi vì chúng tôi không bao giờ biết tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức nào," Ngoại trưởng Vantonen cho biết. Tuy nhiên, quan điểm của Phần Lan rất rõ ràng: "Hiện tại chúng tôi không gửi bất kỳ binh lính nào và không sẵn sàng thảo luận về điều đó," bà Vantonen nói thêm. Theo Ngoại trưởng Vantonen, các nhà tài trợ của Kiev có thể làm được nhiều hơn thế trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng Ukraine. Bà cũng chỉ trích Mỹ vì đã trì hoãn gói viện trợ cho Kiev, nói rằng danh tiếng của đất nước này đang bị đe dọa. Được biết, tuyên bố kể trên của Phần Lan sẽ có tầm ảnh hưởng lớn khi nước này có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Helsinki cũng mới gia nhập NATO vào mùa hè năm ngoái, bất chấp Moscow từng cảnh báo rằng tư cách thành viên NATO sẽ đe dọa chứ không đảm bảo an ninh cho Phần Lan. Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố thành lập một quân khu mới giáp với quốc gia Bắc Âu này. Trước đây, khi Phần Lan chưa gia nhập NATO, không có rắc rối nào. Bây giờ sẽ có, ông Putin nói vào tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, theo số liệu thống kê, đến nay, tổng giá trị khí tài quân sự nước này viện trợ cho Ukraine khoảng 2 tỷ USD. Tổng thống mới đắc cử của Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết trong lễ nhận chức rằng sẽ dẫn dắt quốc gia Bắc Âu này bước vào một kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác quân sự với phương Tây. Tự hào rằng tư cách thành viên NATO mang lại cho tất cả nước ông khả năng răn đe hạt nhân thực sự. Tháng trước, Tổng thống đắc cử Phần Lan tuyên bố sẽ tận dụng tối đa tư cách thành viên mới của NATO và ủng hộ Ukraine không giới hạn. Và sau khi có tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, tờ Politico tiết lộ Ngoại trưởng Pháp Stephen Chejune đã tới Litva vào ngày 8 tháng 3 để gặp những người đồng cấp vùng Baltic và Ukraine nhằm củng cố ý tưởng quân đội nước ngoài có thể giúp đỡ Ukraine trong lĩnh vực như rà phá bom mìn. Phát biểu tại cuộc họp do Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis chủ trì và có sự tham gia của người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Pháp nói: "Nga không phải nói cho chúng tôi biết chúng tôi nên giúp Ukraine trong những tháng hoặc những năm tới thế nào. Nga không có quyền tổ chức cách chúng tôi hành động hoặc đặt ra ranh giới đỏ. Chúng tôi tự mình quyết định." Quan chức này nói thêm: "Ukraine không yêu cầu gửi quân mà muốn đạn dược và rằng phàm không loại trừ bất cứ điều gì vào những tháng tới." Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu khả năng binh sĩ phương Tây được triển khai tới Ukraine và ba nước Baltic lại cởi mở với ý tưởng này, trong khi Phần Lan là một nước Bắc Âu nhưng cũng có thể tính nằm trong khu vực biển Baltic.
vì nước này cũng án ngữ cửa ngõ phía bắc thành phố Saint Petersburg trên biển Baltic và có vai trò cực kỳ chiến lược đối với toàn khu vực phía bắc nước Nga. Theo các chuyên gia, việc Phần Lan gia nhập NATO đã mang lại lợi thế đáng kể cho liên minh này trong cuộc chiến với Nga, không chỉ ở biển Baltic mà còn cả ở khu vực bán đảo Kola, Bắc Băng Dương. Và dù có quân đội không lớn, nhưng lực lượng quân sự của Phần Lan cũng được đầu tư bài bản và đủ quân lực. Lực lượng bộ binh. Phần Lan là một trong số ít các quốc gia châu Âu vẫn duy trì quân đội nghĩa vụ. Dù có nhiều thập kỷ hòa bình sau Thế chiến thứ hai, mỗi năm Phần Lan tuyển khoảng 21.000 lính nghĩa vụ mới, thời gian nhập ngũ trong khoảng từ 180 đến 362 ngày. Kể từ năm 1994, phụ nữ Phần Lan có thể tham gia phục vụ quân đội, mặc dù chỉ là tự nguyện. Sau khi tại ngũ, họ trở thành một phần của lực lượng dự bị, gồm 280.000 binh sĩ. Trong số đó, khoảng 10.000 người sẽ được triệu tập đến các khóa bồi dưỡng thường niên. Các nhân viên hợp đồng bao gồm 12.000 người, 8.000 trong số đó là quân nhân. Trong trường hợp cần thiết, gần 900.000 người Phần Lan có độ tuổi từ 17 đến 60 phải chịu trách nhiệm phục vụ quân đội ở đất nước 5,5 triệu dân. Trong thời bình, quân đội Phần Lan bao gồm 8 lữ đoàn, được trang bị 239 xe tăng chiến đấu chủ lực, gồm 100 chiếc Leopard 2A6 và 139 chiếc Leopard 2A4. Ngoài ra, quân đội nước này cũng sở hữu 212 chiếc xe chiến đấu bộ binh, gồm 110 chiếc BMP-2MD do Liên Xô sản xuất, 102 chiếc CV-9030 Finn do Thụy Điển sản xuất, cùng với khoảng 1.100 xe bọc thép chở quân cả đường bộ và đường sắt, trong đó có khoảng 400 chiếc MTL do Liên Xô sản xuất. Phần lớn xe tăng 2A4 của Phần Lan mua từ Đức từ năm 2002 đến năm 2004 và số lượng đã tăng lên trong năm 2009. Helsinki cũng mua 100 xe tăng 2A6 từ Phần Lan từ năm 2015 đến năm 2019. Lực lượng pháo binh. Phần Lan cũng là đất nước có pháo binh mạnh ở châu Âu. Nước này sở hữu 48 khẩu pháo tự hành 155mm và 72 khẩu pháo 122mm, 740 đơn vị pháo kéo, bao gồm 500 chiếc 122H63 do Liên Xô sản xuất và hơn 1.600 súng cối, cũng như 27 máy bay trực thăng, 20 chiếc trong số đó là NH90. Theo giới chuyên gia, với lực lượng pháo binh hùng mạnh, nhiều hơn cả Đức và Pháp cộng lại, quốc gia Bắc Âu nhỏ bé này có khả năng tạo ra cú đấm thép. Quân đội Phần Lan cũng đang trang bị hệ thống radar phản pháo ELTA do Israel sản xuất, có khả năng định vị và theo dõi các tên lửa, đạn pháo hoặc lực lượng súng cối của đối phương đang lao tới. Năng lực phòng không. Về năng lực phòng không, Phần Lan sở hữu ít nhất là 650 tên lửa. Quốc gia Bắc Âu này cũng đang trong quá trình mua thêm tên lửa từ Sharp Dynamics, Thụy Điển và hệ thống phòng không tiên tiến Rafael của Israel. Hệ thống phòng không quan trọng của nước này là NASAMS-2 do Na Uy và Mỹ chế tạo. Chúng tương thích với hệ thống pháo của NATO. Phần Lan đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đấu thầu hệ thống phòng không tầm cao mới từ Israel, Aerospace Industries hoặc Rafael Advanced System. Về máy bay không người lái UAV, Phần Lan có số lượng UAV Orbiter không được tiết lộ và đang trong quá trình mua thêm 2.000 chiếc, bao gồm hàng trăm UAV lái Parrot Anafi, tương tự những chiếc được quân đội Mỹ sử dụng. Kể từ khi tham gia công ước cấm mìn Ottawa vào năm 2012, Phần Lan đã phá hủy hơn 1 triệu quả mìn sát thương. Tuy nhiên, sau đó nước này đã thay thế bằng các hệ thống mìn thông minh điều khiển từ xa. Lực lượng không quân. Lực lượng không quân Phần Lan được thiết lập thành 3 bộ chỉ huy không quân. Mỗi bộ chỉ huy điều hành một phi đội máy bay chiến đấu. Lực lượng không quân Phần Lan có một phi đội gồm 61 máy bay chiến đấu McDonnell Douglas FA-18 Hornet, đang được thay thế bằng 64 máy bay Lockheed Martin F-35A Lightning II. Đây được coi là hoạt động mua sắm quân sự thời hiện đại lớn nhất của đất nước này và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2026. Ngoài phi đội máy bay phản lực, lực lượng không quân Phần Lan còn sở hữu hàng chục máy bay huấn luyện và radar giám sát. Trong đó, có những chiếc có tầm hoạt động gần 500 km. Phần Lan gia nhập NATO tác động đến an ninh Nga. Hải quân Phần Lan thực hiện các nhiệm vụ ven biển, được huấn luyện cũng như là được trang bị vũ khí để bảo vệ lãnh hải ở biển Baltic. Lực lượng Hải quân Phần Lan sở hữu 8 tàu tên lửa, gồm 4 lớp Hamina và 4 tàu lớp Rauma, 4 tàu chỉ huy, 5 tàu giải mìn, 13 tàu quét mìn và 3 tàu giả phá thủy lôi. Ngoài ra còn có 1 tàu đổ bộ nhỏ hơn. Phần Lan cũng đang chế tạo 3 tàu hộ tống đa năng mới, phục vụ chiến đấu trên biển và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2029. Từ năm 1998, Hải quân Phần Lan cũng có lính thủy đánh bộ. Điều này đem lại lo ngại an ninh lớn cho Moscow, khi vùng biển này từ lâu đã có ý nghĩa chiến lược với Nga. Nga hiện có thành phố Saint Petersburg và vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad tiếp giáp biển Baltic.
nếu xung đột giữa Nga và NATO xảy ra, các nước NATO sẽ có nhiều hướng tấn công cả hai nơi này. Ngoài ra, tư cách thành viên của Phần Lan cũng giúp cho NATO tiến gần hơn tới bán đảo Kola, căn cứ hạm đội phía Bắc của Nga. Đây là lực lượng đảm bảo nhiệm vụ công tác tuần tra khu vực Bắc Băng Dương. Ngân sách và căn cứ quân sự. Với ngân sách quân sự hàng năm khoảng 6 tỷ USD, Phần Lan đã chi hơn 2% GDP quốc phòng. Ngân sách này đáp ứng được mục tiêu chi tiêu của NATO cho các quốc gia thành viên do liên minh này đặt ra vào năm 2014. Về vấn đề đặt căn cứ quân sự, truyền thông quốc tế nhận định rằng dù phần lớn dư luận Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO, nhưng Phần Lan ban đầu sẽ chỉ tạm triển khai quy mô căn cứ NATO nhỏ trước khi có những động thái tiếp theo. Và việc Phần Lan trở nên tích cực chống Nga hơn trong cuộc chiến Ukraine sẽ trong tính toán. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.